bạn, hôm nay mình sẽ làm cái video về món vịt chiên nước mắm tỏi nhé. Ngày trước là mình làm video về vịt chiên gà chiên mắm rồi, bây giờ làm video là vịt chiên nước mắm tỏi. Làm video này thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình, hôm nay là mình cũng dùng cánh vịt. Con vịt này nó to nên cái cánh của nó khá to. Các bạn có thể dùng thịt vịt bình thường nhé. Ở đây mình thích ăn cánh thì mình để lại hai cánh này mình làm thôi ạ. Cánh vịt thì mình chặt thành miếng vừa ăn như này xong. Sau đó mình sẽ, một là các bạn ướp với một chút hạt lêm, rồi sau đó các bạn đi chiên luôn, hoặc là các bạn không cần ướp với cái gì cả. Sau đó khi mà vịt nó chín thì lúc đấy mình mới mới sốt chua ngọt nước mắm tỏi ớt cái thứ lên. Sau không thì các bạn cho mình một chút hạt lêm này, các bạn ướp khoảng 20 phút, sau đó các bạn đi chiên vịt. Rồi bây giờ mình sẽ làm nước mắm nhá, để mình đi làm cái món vịt này, chiên nước mắm tỏi ớt này. Trước tiên là nước mắm, các bạn chuẩn bị cho mình một chút nước mắm như này, một ít tỏi này, một ít gừng này để cho khử mùi hôi con vịt, một ít hành tím băm nhỏ này, ớt băm nhỏ này, bột canh này hay là muối đấy ạ, mì chính này, và một chút đường nữa, một chút hạt tiêu nữa. Và các bạn có thể cho mình một ít giấm luôn để làm cái nước nó chua ngọt, nó ngon khi mà mình đi phải có đường thì món ăn này nó màu sắc nó mới đẹp. Tí nữa mình sẽ cho thêm một thìa đầy cà phê đường nữa, nước giấm cũng khoảng một thìa đầy đây đường nữa, để cho cái món ăn này, vì có hai cánh vịt thôi nên mình làm cái hỗn hợp ướp là nó chỉ có như thế này thôi. Để khi mà vịt mình chiên xong mình sẽ cho vào mình sốt cùng. Các bạn tăng nhiều nhiều lượng này lên khi mà các bạn làm nhiều thịt vịt nhé. Hai cái cánh vịt này là khoảng 250g thôi ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi chiên vịt nhé. Bây giờ mình sẽ mang vịt đi chiên đi rán nhé. Mình không ướp nhiều gia vị thì nó sẽ làm cho vịt nó bị cháy ấy. Nên các bạn có thể ướp có thể không. Xong mình sẽ cho cái nước sốt kia vào mình sốt cùng vịt xong. Các bạn chắc bớt dầu ăn một chút nhé, để mình chỉ để lại một chút dầu ăn để mình phi thơm cái phần này lên, rồi sau đó mình sẽ sốt cùng luôn, để lại chút dầu ăn như vậy thôi cho cái phần này đó trước, cho mắm, nước mắm mình cho xong. Các bạn đổ luôn cùng cũng được, nhưng mà cái này thì cái phần gia vị, rau gia vị nó sẽ thơm trước, sau đó mình sẽ dưới nước mắm vào. Làm này nó rất là nhanh mà lại đơn giản này. Rồi bây giờ nó thơm lên rồi, mình đổ nốt cái phần nước mắm này và các hỗn hợp gia vị, đường đấy. Rồi mình làm cho nó quyện vào nhau là nó sẽ có một cái món ăn rất là ngon ạ, và chua chua ngọt ngọt thơm, không hề có mùi tanh của vịt nữa. Bây giờ các bạn đảo đều cho cái phần nước sốt này nó ngấm vào vịt, và phần tỏi, phần ớt, phần gừng này nó ngấm vào vịt, nó quyện vào vịt thì nhìn cái vịt của chúng ta sẽ đẹp hơn. Mình còn có hai cánh vịt mình để lại, mình không muốn biết nấu món gì mình nấu món này cho nên nó hơi ít. Hôm lần sau các bạn làm, các bạn làm nửa con vịt nhé, cũng làm theo công thức này ạ. Đây các bạn, đường nó cũng lên màu lên món vịt của chúng ta, nhìn rất là hấp dẫn rồi đấy ạ. Mình sẽ tắt bếp nhé, cho đĩa là được rồi ạ. Xong rồi đấy ạ, món vịt chiên mắm tỏi ạ. Các bạn nhìn không? Cái phần tỏi nó không hề bị cháy này, nó vàng, nó thơm này, nó quyện vào mình con vịt, miếng thịt vịt nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ?
chảo để không hề bị cháy ạ. Mình sẽ dừng video về món vịt chiên mắm tỏi tại đây nhé. Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ video của mình nhé. Trước khi dừng video, mình sẽ ăn thử một miếng. Ngọt, thơm, hơi không bị ngán vì nó hơi chua một chút. Gia vị thì rất là vừa. Thịt vịt thì rất là thơm, không hề tanh một tí nào. Mình sẽ dừng video ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.